Ý nghĩa Vu Lan, Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Phật tử khi nghĩ tới công ơn cao siêu vời vợi của cha mẹ, chúng ta phải hết lòng hết dạ đền đáp. Nếu không đền đáp được nhiều, ít ra cũng 5-10 phần, chứ không thể nào chúng ta bỏ mặc cha mẹ ra sao thì ra. Đó là không biết đạo nghĩa. Ngày lễ Vu Lan nói theo nhà đạo là ngày tự tứ của chúng tăng. Chữ tự tứ nói đủ là tự tứ thỉnh, nghĩa là thỉnh cầu những bậc trưởng thượng chỉ dạy mọi lỗi lầm cho mình. Những lỗi lầm đó hoặc là các ngài thấy, các ngài nghe cho đến chưa thấy, chưa nghe mà chỉ nghi thôi cũng cứ chỉ. Nếu mình thấy đó là lỗi thật thì mình thành tâm sám hối chứ không dám cãi, không dám bỏ qua. Bởi vậy nên ngày này chư Phật rất vui vì thấy đệ tử có tâm hồn phục thiện, biết cải hối những lỗi lầm. Do đó cũng gọi là ngày Phật hoan hỷ. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, ngày này là ngày gợi lại lòng hiếu thảo của người con Phật. Bởi vì theo tinh thần ngày Vu Lan, ngày rằm tháng 7 chính là ngày tôn giả Mục Kiền Liên tìm thấy mẹ mình sinh trong kiếp ngạ quỷ khổ đau mà tự bản thân ngài không cứu được. Ngài mới nhờ Phật chỉ dạy phương pháp cứu độ mẹ. Nhân đó, Phật dạy muốn cứu mẹ thoát khỏi tai ách phải nên cúng dường chư tăng ni, nhờ lực gia trì của tăng ni phụ giúp cho mẹ ngài chuyển đổi tâm ác, thoát khỏi ngạ quỷ. Với lòng thành tín của người con thảo, nhân đó Phật dạy muốn cứu mẹ thoát khỏi tai ách phải nên cúng dường chư tăng ni, nhờ lực gia trì của tăng ni phụ giúp cho mẹ ngài chuyển đổi tâm ác, thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Với lòng thành kính của người con thảo, ngài đã thực hiện đúng những lời Phật dạy và mẹ ngài cũng thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Chính nhờ lòng thành đó mà đến rằm tháng 7 là ngày tự tứ của chúng tăng. Phật dạy chúng ta nên cúng dường chư tăng, nhờ chư tăng phụ lực mà thân mẫu trong nhiều đời được siêu thăng. Nên ngày này còn gọi là ngày báo hiếu. Trong mùa này, mỗi Phật tử chúng ta nhớ lại công ơn sanh thành, nuôi dưỡng, cực khổ cho chúng ta nhờ sức chú nguyện của chư tăng ni. Nếu cha mẹ có sa vào đường khổ thì nhờ phúc đức này được thoát khổ. Còn nếu cha mẹ không đi trong đường khổ thì nhờ phúc đức này mà được tăng trưởng thiện căn. Nếu cha mẹ hiện tiền cũng nhờ đó mà tăng trưởng tuổi thọ và phát tâm Bồ đề. Đó là ý nghĩa báo hiếu của người con Phật. Bởi vậy, ngày Vu Lan còn có tên là ngày xá tội vong nhân. Đó là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày mà mọi người đều ăn năn xin cải hối, mong các vị lớn tha thứ cho. Nhờ ý nghĩa tha thứ những lỗi lầm đó nên cũng chính ngày này chư tăng ni thành tâm cầu nguyện cho các vong nhân được thoát khỏi kiếp khổ đau. Tôi xin kể qua về ý nghĩa của ngày Vu Lan rồi. Bây giờ đi sâu hơn là hạnh hiếu của người con Phật. Nhiều khi quý Phật tử thắc mắc, Phật dạy làm con phải hiếu thảo với cha mẹ, nhưng quý thầy, quý cô lại bỏ cha, bỏ mẹ đi tu, như vậy là bất hiếu rồi, làm sao dạy Phật tử có hiếu được? Không phải vậy, mới nhìn chúng ta thấy như là bất hiếu, nhưng trái lại là chí hiếu. Tại sao? Vì khi tu không có nghĩa là tìm nơi an nhàn để hưởng thụ yên ổn cho mình, mà vì thương cha, thương mẹ,
thương chúng sanh. Muốn tu làm sao tự bản thân mình giải được những điều phiền não khổ đau, rồi sau đó giúp cho cha mẹ mình và hướng dẫn mọi người hướng về con đường đạo đức, bỏ đi những điều tội lỗi. Đó là cách đền đáp công ơn cha mẹ. Theo thế gian, hiếu thảo với cha mẹ là lo đủ mọi thứ, nào là cơm áo, giường chõng, thuốc men. Nhưng có người nào mà lo cha mẹ khỏi chết không? Dù nuôi kỹ cách mấy rồi cũng phải chết. Theo tinh thần Đạo Phật, chúng ta không chỉ có mặt ở một đời này mà còn có mặt ở vô số kiếp về trước và sau nữa, nên mất thân này sẽ mang thân khác. Do đó, nếu ngài thân này không biết làm lành, thì e rằng đời sau sẽ đọa những đường khổ. Bởi vậy, người tu phải làm sao thức tỉnh cha mẹ mình hướng về con đường lành. Để cho cha mẹ mình có mất đi, thì sẽ được hạnh phúc an vui trong những đời sau. Tôi thí dụ như cha mẹ năm 60 tuổi, có con mười mấy tuổi phát tâm đi tu. Ban đầu cha mẹ buồn trách, nhưng sau đó lại tự xấu hổ, vì nghĩ rằng con mình còn nhỏ, nhưng không tham ăn, không ham danh lợi, rồi còn mình già mà vẫn chưa thức tỉnh. Nghĩ vậy, tự nhiên mình cũng bắt chước, lần lần bớt ham ăn, lại tập ăn chay, bớt ham danh lợi. Nhờ vậy mình tu từ từ. Rõ ràng, từ lúc đầu thì thấy con như dở, nhưng lại càng sao, lại càng thấy hay. Cho nên phần nhiều, những gia đình có con đi tu, thì dần dần cha mẹ và gia quyến cũng bắt chước tu theo. Đó là tinh thần hiếu đệ của người xuất gia. Người ở thế gian cứ nghĩ nuôi cha mẹ được ấm no đầy đủ là có hiếu, nhưng quên rằng tuổi thọ cha mẹ có giới hạn, tới mức độ nào rồi cũng phải ra đi. Cho nên làm sao vừa lo cho hiện tại được ấm no mà lại nghĩ tới tương lai. Sau khi cha mẹ bỏ thân này rồi, được thân khác cũng phải sáng sủa, tốt đẹp hơn nhiều. Đó mới gọi là người biết lo chân chính, lâu dài. Như vậy, tinh thần của người tu không phải là bỏ cha mẹ mà là thương cha mẹ, vì muốn hướng cho cha mẹ mình về đường lành, hướng thân quyến, phát tâm bồ đề, nên mới đi tu. Với truyền thống người Việt Nam ta, hiếu thảo là một điều rất thiêng liêng, cao cả. Ai biết hiếu thảo với cha mẹ thì mới có thể là người con tốt ở xã hội. Cho nên hiếu thảo là một nền tảng đạo đức rất cần thiết. Thuở xưa cha ông chúng ta cũng từng răn dạy những điều đó. Tôi dẫn ít đoạn ca dao, tục ngữ để quý vị thấy được hiếu thảo là một điều hết sức quan trọng. Nuôi con chẳng quản chi thân, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Biết lấy chi đền nghĩa khó khăn, lên non sắn đá, xây lăng phụng thờ. Qua bốn câu này, quý vị thấy người bình dân Việt Nam đối với công ơn cha mẹ rất là thấm thiết. Nuôi con chẳng quản chi thân. Khi cha mẹ nuôi con thì không nghĩ gì tới mình hết. Miễn con khỏe mạnh là cha mẹ vui. Con bệnh hoặc bị phiền não hay tật nguyền thì cha mẹ buồn khổ. Cha mẹ muốn hy sinh thân mình cho con được khỏe mạnh. Dù cực khổ, khó khăn đến mấy cũng không nề, không chán. Câu bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn thật thấm làm sao. Những năm trước 45, ở Việt Nam mình kinh tế rất là chật vật. Quý vị nào
có ở miền quê, mới thấy cảnh cha mẹ nghèo ở nhà lá rách, giường chiếu chỉ có một đôi thôi. Con nhỏ chừng 1-2 tuổi, ban đêm có bệnh hay đái dầm. Khi đái dầm thì ướt, ướt mà không có chiếu thay nên mẹ nằm bên ướt, để con chỗ khô ráo cho nó ngủ ngon giấc. Cái tình của người mẹ quê như thế, người không nghĩ đến mình mà chỉ nghĩ làm sao cho con ngủ ngon giấc, con được khỏe mạnh, con chóng lớn lên. Người mẹ xưa đã sống trong cảnh cơ cực đó nên mới nói lên được câu này: bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Người mẹ lúc nào cũng trải thân mình cho con cái, quên cả mọi khổ sở, mọi đau đớn, miễn làm sao cho con ăn ngon ngủ được, đó là mẹ yên lòng. Cha mẹ đối với con đã không kể thân, cũng không nghĩ tới phần của mình, thì làm con cái phải làm sao? Chúng ta là con, muốn đền ơn được, ta phải nhớ câu: biết lấy chi đền nghĩa khó khăn, lên non sắn đá, xây lăng phụng thờ. Khi cha mẹ chết rồi, mình mới lớn khôn, nhớ ơn cha mẹ không biết làm sao, nên đi cày đá, xây lăng thờ phụng cha mẹ. Đó là nói theo kiểu thế gian. Còn nói theo tinh thần đạo Phật, thì nếu cha mẹ chết rồi, chúng ta ráng làm điều lành, điều phước để hồi hướng cho cha mẹ mình. Nếu cha mẹ còn xin tiền, chúng ta lo lắng cho cha mẹ được ấm no, hạnh phúc, biết quy hướng về Tam Bảo. Đó là bổn phận của người con hiếu. Lại một bài nữa: công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. Nên người ta phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Nghĩa là công ơn cha mẹ rất cao vời, không có gì sánh được. Cha mẹ có nghĩ khi nào, khi rằng tôi nuôi con chừng 3 năm, 7 năm, rồi bỏ nó muốn ra làm sao thì ra. Từ thuở còn bé, nằm nôi, cho đến khi lớn khôn, có đôi, có bạn, vẫn cứ lo. Hết con rồi tới cháu, cho tới đầu tóc bạc phơ, rồi tới ngày tắt thở mới thôi. Như vậy để thấy thâm tình cha mẹ đối với con, không biết bao nhiêu mà kể. Như vậy bổn phận làm con ta phải làm sao? Nên người ta phải xót xa, khi lớn khôn rồi nghĩ tới công ơn cha mẹ như trời cao biển rộng. Ân nghĩa nặng đó sâu thẳm chứ không phải là thường. Cho nên người Phật tử khi nghĩ đến công ơn cao siêu vời vợi của cha mẹ, chúng ta phải hết lòng, hết dạ đền đáp. Nếu không đền đáp được, ít ra cũng 5-10 phần, chứ không phải ta bỏ mặc cha mẹ ra sao thì ra. Đó là không biết đạo nghĩa. Trong đạo Phật thường nhắc nhở, trong 5 tội ngũ nghịch thì tội bất hiếu với cha mẹ là hàng đầu. Tôi dẫn một câu chuyện hiếu thảo hơi lạ để quý Phật tử thấy rõ ý nghĩa công ơn cha mẹ như đã nêu. Ngày xưa, có một chàng nọ vừa dở vừa không gặp thời, làm ăn đâu thất bại đó. Gia đình một vợ 5-7 con, nuôi không xuể, thiếu hụt đủ thứ. Cạnh bên có người láng giềng rất hào hiệp. Mỗi khi anh túng quẫn, anh qua nhà người ấy vay mượn. Mượn rồi không có tiền trả. Thời gian sau túng quẫn, anh lại qua nữa, nhưng rồi lại cũng không có tiền trả. Tuy nhiên, người bạn hảo tâm kia vẫn cứ cho mượn hoài, cho đến khi anh nhà nghèo già và chết.
Khi ấy anh bị lôi xuống diêm vương, ngục tốt tra khảo sổ sách thì thấy anh nợ người láng giềng quá nhiều. Diêm vương liền ra lệnh: bây giờ chú mày phải sanh trở lại làm trâu kéo cày để đền trả ơn trước. Anh chàng đó nói: không được, cho làm trâu không trả đủ, xin cho tôi làm cha mới trả đủ. Diêm vương ngạc nhiên quá: tại sao đã thiếu nợ người ta mà còn đòi làm cha người ta nữa? Anh chàng liền giải thích: nếu làm trâu thì sống 7-8 tuổi, cao lắm 12 tuổi là chết rồi. 12 năm trời kéo cày trả nợ không đủ. Chỉ có làm cha là tôi lo cho đến hết đời, nuôi nấng họ đến hết đời. Hết đời tôi rồi, còn dư bao nhiêu tiền của để lại cho họ luôn. Nếu tôi còn sống dai thì nó có cháu, có chắc tôi cũng nuôi luôn. Như vậy mới trả hết nợ cho món nợ to quá. Như vậy quý vị thấy, làm cha còn nặng hơn làm trâu nữa. Vì làm trâu chỉ giới hạn 7-8 năm hay 9-10 năm, còn làm cha thì trả suốt đời, trả hoài cho đến đời cháu nữa. Và nếu có ai chửi mắng gì, mình cũng nhận luôn. Nhận hết mọi việc, như vậy mới trả đủ. Câu chuyện có tính khôi hài, nhưng qua đó, chúng ta thấy công ơn của cha mẹ không thể kể hết, phải không? Cho nên người ta bảo kiếp làm cha mẹ đối với con còn hơn kiếp làm trâu ngựa nữa chứ không phải là vừa. Vậy mà nhiều khi con không nhớ, không biết, còn phụ rẫy, bạc bẽo lại với cha mẹ mình, thật là tội lỗi biết bao. Đã không biết ơn cha mẹ thì ơn xã hội lại càng không biết. Nếu người không biết ơn nghĩa gì hết thì con người đó gọi là người gì? Con người vô ơn bạc nghĩa. Đã là con người vô ơn bạc nghĩa thì còn dùng được vào chỗ nào? Bởi vậy, muốn thành một người tốt đối với xã hội, trước hết chúng ta phải là người con hiếu thảo với cha mẹ, biết thương yêu cha mẹ nên không đánh lộn, cãi lộn, hút thuốc, uống rượu, làm những việc hư thân khiến cha mẹ buồn. Nhờ thế mà mình thành một người tốt cho xã hội. Thế nên hiếu thảo là bước đầu để xây dựng một gia đình tốt đẹp, xã hội văn minh, quốc gia cường thịnh. Hòa thượng Thích Thanh Từ.